Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình React Native tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách truyền tham số và component. Dạng số 1 có nghĩa là component nằm ngay trong project. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách truyền tham số vào bên trong component nằm ở một cái file khác. Thì trước khi đi tiếp thì chúng ta xem lại bài trước tí xíu nha. Thì chúng ta có một cái component tên là khách hàng nằm ngay trong cái index.ios. Ở trong đây chúng ta có gọi prop họ tên và chúng ta gọi nó ra bằng cách là khách hàng họ tên. Thì đây là cách mà chúng ta gọi truyền tham số vào bên trong component nằm ngay trong cái file dạng thứ nhất. Bây giờ trường hợp số 2 là component của chúng ta nằm ở một cái file khác và chúng ta cùng truyền tham số vào cho nó. Thì chúng ta làm thế nào? Thì có một cái khác như vậy. Ở trường hợp này bạn thấy là class khách hàng rất đơn giản mà chỉ việc khai báo là this.prop.họ-tên. Nhưng mà bây giờ trường hợp nếu cái class khách hàng nằm ở một cái file khác, chúng ta không được gọi như vậy. Thao tác nó sẽ dài tí xíu nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái component khoa phạm. Bạn thấy là trong component chúng ta có khoa phạm.js. Nếu ai chưa có thì bạn tiến hành bạn tạo cho anh nha. Thì trong khoa phạm thì chúng ta đã làm ở bài trước rồi. Có nghĩa là chúng ta khai báo khoa phạm bao gồm là import dữ liệu nè, export class khoa phạm nè, và cái set của nó. Thì trong đây chúng ta có cái gì? Trả về cái view có text là component khoa phạm. Thì đây là cái component, chưa nói gì tới truyền tham số nha. Đây chỉ là một component bình thường tên là khoa phạm thôi. Bây giờ anh nhúng nó vào trong index.ios anh chạy thử nha các bạn. Import khoa phạm from, chấm xuyệt quay về gốc và anh đi vào thư mục component. Component. Rồi. Khoa phạm.js chấm phẩy. Đấy. Và bây giờ anh gọi cái component này ra nhé. Component khoa phạm. Rồi anh refresh anh xem thử. Thì bạn thấy là ở đây nó xuất hiện cái chữ là component khoa phạm. Thì cái này chúng ta đã học trong cái bài component trước rồi. Thì cái text vẫn biết thế nào thì bên đây nó ra như vậy là chuyện đương nhiên. Bây giờ anh muốn là anh truyền tham số, nghĩa là bên index.ios anh truyền tham số cái chữ gì đó thì cái chữ đó xuất hiện ở bên trong cái text giống như vậy. Để làm được như vậy thì như cái cách chúng ta đã học ở đây, chúng ta sẽ khai báo là ngoặc nhọn, đúng không? Ở đây sẽ là this.props. Ví dụ như làm tên khách hàng. Đấy. Cái này là anh gọi cái tham số mà sẽ được truyền vào. Thì cái này là cái gì, giá trị là cái gì, thì khi nào mà qua bên đây á nó gọi thì nó mới có nha. Rồi thì bây giờ vấn đề của chúng ta như sau. Bạn chưa có chạy được, chưa có chạy được mà phải làm thêm thao tác như vậy. Đây là cái điểm khác biệt nè các bạn, so với cách số 1 nè. Để khai báo cái tên khách hàng thì bạn cho anh một cái thông số ở đây nha. Thứ nhất, tên class như thế nào, bạn để như vậy. Và lưu ý là anh đã ra khỏi cái class khoa phạm rồi nha. Khoa phạm chấm prop type bằng. Đấy. Có bao nhiêu cái tham số thì bạn phải khai báo bấy nhiêu lần ở bên trong này. Ví dụ anh có cái tên khách hàng nha, thì tên khách hàng, đấy, công thức là như vậy. 2 chấm react prop types props prop types chấm. Ví dụ như bạn truyền vào là số thì là number, chuỗi thì là string, thậm chí một cái hành động cũng được. Ở đây bạn lấy là function đó các bạn. Ở đây anh chuỗi thì anh lấy là string. Nếu bắt buộc thì chấm is required, có nghĩa là gọi tới khoa phạm là phải truyền tên khách hàng thì phải có is required nha. Còn không cần cũng được, tới string là chúng ta có thể dừng lại được rồi. Đấy. Như vậy thì cách truyền tham số là như vậy. Tên khách hàng nha. Và chúng ta khai báo cái prop types. Rồi tiếp tục. Như vậy là khoa phạm mà phải truyền thêm cái tham số là tên khách hàng. Đấy. Ví dụ như là it's mean apocalypse. Đấy, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ bạn xem thử nha, anh refresh. Ok. Thì bạn quan sát ở đây nó báo là prop type string. Thì cái giá trị truyền vào phải là chuỗi. Thì bây giờ anh qua đây nha, chúng ta xem lại nè. This.props. Tên tham số, chính xác. Ở đây sẽ là react.prop types, chính xác. Tại vì sao? Ở đây có S, bà lý nha. Chúng ta có rất nhiều tham số ở đây, nhiều tên khách hàng, rồi một cái tham số khác, vân vân. Bắt buộc là prop types có S và bằng số nhiều nha. Rồi, anh chạy lại. Đấy, X-Men Apocalypse, các bạn thấy chưa?
Như vậy thì đây là cái trì tham số, thì em nói lại nha. Nếu component của bạn đang nằm ở một file lẻ loi bên ngoài, thì bạn vẫn gọi nó ra bằng cái là ngoặc nhọn this.props.tên tham số, và thêm cho anh một cái tham số là khoa phạm là cái tên class của bạn nha, prop type. Thì bạn có bao nhiêu tham số bạn khai báo bấy nhiêu thằng ở đây. Nếu có nhiều tham số quá thì bạn cứ cho dấu phẩy nha, phẩy. Rồi ví dụ như là năm sinh react prop types chấm string, ví dụ vậy. Đấy, thì bạn muốn gọi thế nào, ví dụ như là gạch ngang rồi anh muốn hiện thành năm sinh nha, ví dụ như là this chấm props chấm năm sinh. Thì cái tên tham số thì bạn có thể gọi nó qua bên đây, ví dụ như là khoảng trắng ra năm sinh bằng 1987, tại vì nó là string mà các bạn ha. Rồi xem thử. Đấy à, rồi nếu như các bạn gọi thêm component khác thì bạn chỉ việc trì tham số khác thôi nếu như bạn thích. Ok, ví dụ là conjuring tree 10 1999, ví dụ vậy. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đây là cách mà chúng ta gọi component ra và chúng ta trì tham số cho nó. Như vậy kết thúc cái phần trì tham số và component, thì anh tóm tắt lại, chúng ta có hai dạng trì tham số. Dạng thứ nhất là nếu component của bạn nằm ngay trong index.ios thì bạn chỉ việc gọi component ra và bạn chỉ việc đưa cái giá trị vào component. Đây, ví dụ họ tên nha, đi chấm prop họ tên thì họ tên đây là đủ rồi. Nhưng nếu cái component của bạn khoa phạm nó nằm ở một cái file khác, thì ngoài cái việc bạn gọi nó ra, bạn phải khai báo thêm tên class chấm prop type và cái kiểu dữ liệu của nó nha. Khách hàng, năm sinh. Còn cái việc truyền tham số thì bạn chỉ việc gọi ra như bình thường thôi. Thì đây là hai cách mà chúng ta truyền tham số vào trong component. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip